Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn cho các bạn top những chiếc laptop ở phân khúc giá rẻ, đầu tư từ 11 đến 12 triệu đồng. Đây là một trong chiếc máy cực kỳ sang trọng và đẳng cấp và đang có phân khúc giá sale tốt nhất tại thị trường, phù hợp với công việc như là đồ họa tầm trung, học công nghệ thông tin cũng như các bạn dùng kinh doanh, kế toán, marketing hay các bạn lập trình dùng đều cực kỳ ok và ngon lành. Chiếc máy đầu tiên mình giới thiệu các bạn đó là chiếc HP Pavilion X360 Convertible. Đây là phiên bản xoay gập 360, cực kỳ phù hợp cho các nhà sáng tạo nội dung và cũng như cái công việc như vừa rồi. Được trang bị con chip i3 thế hệ thứ 12, RAM 8GB SSD 256GB, màn hình Full HD xoay gập màn hình cảm ứng luôn. Mời quý vị các bạn tham khảo qua phiên đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,5 kg. Nếu mà nhìn đằng sau thì mình thấy máy khá dày. Thiết kế theo ngôn ngữ là vuông thành sắc cạnh, màu xanh tím than, cực kỳ hot bây giờ. Bên trên có phủ một cái lớp đặc biệt chống bám vân tay khá tốt và logo HP, mạ chrome sáng bóng như này. Ở phần bên tay phải của mình thì có cổng sạc này các bạn này, hai cổng USB và đầu lục thẻ này các bạn này, mini SD. Đằng trước thì có một cái gờ này để các bạn mở máy này. Không bố trí bất kỳ một cổng gì đằng trước các bạn ạ. Ở bên này thì có cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3,5, các bạn kết nối âm thanh đi bên ngoài. Đây là hốc tản nhiệt các bạn nhé. Đây là cổng USB Type-C và đây là thêm một cổng HDMI để các bạn có thể kết nối tín hiệu âm thanh và hình ảnh đến bên ngoài. Đây là cổng Type-C các bạn nhé. Type-C thì băng thông nó sẽ lớn hơn, mạnh hơn và kết nối dữ liệu ra bên ngoài nhanh hơn. Vâng thưa các bạn, với việc được hỗ trợ xung cao hơn, chip thế hệ thứ 12, bình thường cái UHD graphics với phiên bản i3 chúng ta sẽ nhận được mức FPS tầm khoảng 7 hoặc 8 thôi. Nhưng việc được kéo với nhân CPU cao hơn thì mức FPS bây giờ đã đẩy đến 22. Thế này mình đánh giá ở chiếc máy này mặc dù ở phiên bản i3 nhưng nó sẽ mạnh tương tự như phiên bản i5 thế hệ cũ các bạn ạ. Nhiệt độ tản nhiệt ở mức khoảng 40 à nhiệt độ tản nhiệt ở mức khoảng trên 70 độ C. Nếu mà các bạn để tì tay đây thì các bạn cảm giác hơi ấm ở tay, cảm giác luôn. Và mức đồ họa 3D thì các bạn thấy là kéo không quá giật. Đấy. Thì bây giờ đến thế hệ chip thứ 12 đa nhân đa luồng thì đã hỗ trợ tốt hơn. Đây là công nghệ màn hình cảm ứng đa điểm thì nó sẽ không khác gì trên những chiếc điện thoại di động hay máy tính bảng các bạn nhé. Để các bạn nhìn thấy nè. Và nhiều bạn sẽ băn khoăn là màn hình cảm ứng thì có bền hay không. Và sáng nay thì mình cũng tư vấn cho các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn không làm rơi, vỡ và va đập thì nó sẽ sử dụng như trên những chiếc điện thoại. Vâng thưa các bạn, là chiếc máy cực kỳ mới mà ngày hôm qua mình mới giới thiệu dự án là hơn 100 chiếc cho Bộ Quốc phòng. Mình thấy giá bán nó tốt quá, chính vì thế nên mình sẽ làm ở video này. Chiếc máy này chỉ có phân khúc giá hơn 10 triệu một chút, nhưng được trang bị chip đó là i3 thế hệ thứ 11, RAM 8GB SSD 256GB. Đặc biệt là ổ cứng kèm theo máy là SSD 512GB LVMe của Intel luôn các bạn ạ. Màn hình Full HD chỉ có giá là 10 triệu 9. Với chiếc Asus P1412CE, máy được bảo hành chính hãng tại thị trường Việt Nam, lại có cả COCQ, có nghĩa là tiêu chuẩn chất lượng tại thị trường Việt Nam luôn. Và Full VAT, Full VAT, nên chính vì thế khi các bạn mua máy có thể làm dự án cũng như các phân khúc làm văn phòng, thuế má nhà nước là hoàn toàn ok. Mời quý vị các bạn tham khảo qua video đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Mình thấy rẻ quá nên cũng sẽ làm thêm khoảng 50 cái để bán cho mọi người. Đây là cái công nghệ mà chống ánh sáng xanh cho màn hình này, cho mắt của các bạn nhìn mà nó không bị hại mắt. Đây là một chiếc máy mình cài rồi các bạn nhé. Có lép phím luôn các bạn này. Và đặc biệt là cái touchpad của nó thì có cái hỗ trợ khi các bạn bật cái tính năng này lên thì sẽ sử dụng được bàn phím số. Đây. Bởi vì màn hình 14 inch thì chúng ta sẽ không có bàn phím phụ, nhưng khi bật cái chế độ lum lock này lên này, nó cảm ứng các bạn nhé. Các bạn bấm ở đây. Rất là tiện. Loa Sony Master này. Chất lượng bàn phím của Asus được bấm rất sướng. Máy được làm hoàn toàn vỏ bằng nhựa các bạn ạ. Màn hình 14 inch. Ở đây các bạn thấy là cũng có hai cổng USB này. Cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3,5 này. Đèn tín hiệu của pin và đèn tín hiệu của máy đang sử dụng. Còn đây là lỗ khóa của máy nhé. Đằng trước thì làm cái gờ nó hơi thụt vào một chút. Đây, các bạn mở máy này. Ở bên này là cái hốc tản nhiệt này. Cổng HDMI, USB, USB Type-C. Và đây là cổng sạc của máy này. Khi nóng nữa hút vào đây, đẩy vào đây luôn này. Đây nó có làm khe nhiệt nhỏ này. Không khí rất là hút vào đây. Xin lỗi các bạn hút vào đây. Đây là tem của nhà phân phối các bạn ạ. Vâng thưa các bạn, ở đây thì mình đang test qua phần mềm Fullmax. Nhiệt độ của máy hoạt động ở mức ổn định khoảng trên 70 độ C. Các bạn chú ý thì bên trong cái quạt thì nó còn không có tản đồng và nó không lối với nhau, mà nó chỉ ốp với một cái thanh ốp ở trên cái vỏ thôi.
Bởi vì chiếc máy này sẽ không sinh quá nhiều nhiệt. Chiếc pi3 của nó thì các bạn thấy là nó yếu mà. Vâng, thưa các bạn, thì nhiệt độ hoạt động ổn định của chiếc máy ở mức khoảng trên 80 độ C. Đây là cái nhiệt độ hoạt động 3D. Nhưng thưa các bạn, chiếc máy này thì ở phân khúc chủ yếu là các bạn dùng văn phòng, đồ họa tầm trung thôi. Nhưng vẫn có thể chơi được những cái tựa game tầm trung. Ở đây tựa game mình đang cài đó là Tomb Raider, một cái tựa game offline chơi rất là hay với hình ảnh đồ họa cực kỳ đẹp. Những cái mức chúng ta chơi được chỉ ở trung bình, mức FPS chúng ta nhận là từ 20 đến 40 thôi. Nhiệt độ chơi game khoảng trên 60 độ C. Chất lượng âm thanh của máy cực kỳ tốt các bạn nhé. Màn hình Full HD nên hiển thị rất là đẹp này. Các bạn có thể cài các tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại này, Half-Life, Đế Chế, Đột Kích, CS:GO. Đấy. Còn đối với những tựa game chuyên nghiệp thì chắc chắn là chiếc máy không chơi được. Chúng ta chỉ cài những tựa game chung chung như này để vui chơi những lúc rảnh thôi nhé. Chiếc máy thứ ba mình giới thiệu các bạn đó là chiếc Lenovo Flex 5 phiên bản 2022. Được trang bị đó là chip i3 thế hệ thứ 12, RAM 8GB SSD 256GB với khả năng xoay gập 360, màn hình có độ sáng lên đến 300 nits, tỷ lệ bao phủ màu 45% LTSC, Full HD, xoay gập cảm ứng và có thiết kế cực kỳ hiện đại. Đây là một trong chiếc máy có chất lượng pin tốt và kết nối Wi-Fi cũng cực kỳ nhanh. Pin có thể trụ được 7-8 tiếng các bạn ạ. Và đặc biệt là ThinkPad có chất lượng bàn phím vô cùng tuyệt vời và giá bán chỉ có hơn chục triệu một chút. Mời quý vị các bạn tham khảo qua video đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Ở đằng sau thì có hốc tản nhiệt các bạn nhé. Cái phần này này các bạn nhìn này, cái phần cao su này. Khi chúng ta mở máy thì cái phần này nó sẽ kênh với mặt bàn. Đó, nó sẽ hơi chuếch cái phần này lên một chút để tản nhiệt tốt hơn và chúng ta bấm phím cũng thích hơn, dễ dàng hơn. Đây là hai hốc loa này các bạn này. Còn chip bảo mật vân tay này. Chuột nằm rất lớn mà bấm cũng cực kỳ sướng các bạn ạ. Và con chuột này sẽ hỗ trợ Tupan này sẽ hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm các bạn nhé. Phần bên tay phải của mình thì có hai cổng USB 3.0, đầu độc thẻ rất to, thì mất nguồn ở đây các bạn ạ, có đèn LED này. Đằng trước cái phần này nó sẽ nhô ra để chứa camera và các bạn mở máy cũng đơn giản hơn. Đây là cổng sạc của máy này, cổng HDMI và đặc biệt có cổng Thunmod 4 luôn với băng thông ra bên ngoài lên đến 40GB một giây, thì đó là cổng nhanh và mạnh nhất bây giờ. Các bạn có thể kéo màn hình 4K, 5K, 8K qua cổng này đều được. Và có thể cắm cạc màn hình rời từ bên ngoài vào được. Cổng phone cùng mic với giao tiếp 3.5. Ở đây có cái lỗ rất nhỏ, đây là cái lỗ để reset phần cứng các bạn nhé. Đây này. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm Fullmax. Các bạn thấy là khi mình test thì chúng ta sẽ thấy là cái điểm số của FPS nó chỉ đạt 21 thôi. Đây là cái sức mạnh về phần đồ họa, lôm la các bạn sẽ hiểu. Phần đồ họa có VGA rời đấy các bạn ạ, thì nó sẽ hiện cái này. Ví dụ một chiếc máy mà để có đồ họa tốt thì chúng ta sẽ sử dụng từ khoảng 60 đến 70 là ok rồi. Còn thường mà đồ họa mà kiểu on mà VGA yếu yếu ấy thì nó sẽ dừng ở mức từ 20 đến 30 thôi. Là cái này này các bạn này. Với những tựa game tầm trung phổ thông, các bạn hoàn toàn có thể cài với chiếc máy này vui chơi giải trí những lúc rảnh nhá. Nhiệt độ tản nhiệt này rất tốt. Đối với những tựa game chuyên nghiệp thì chiếc máy này khuyên các bạn là không nên cài bởi vì không đủ cấu hình để chơi. Máy có hỗ trợ màn hình cảm ứng nên các bạn có thể cài những tựa game hỗ trợ màn hình cảm ứng như là Pikachu này, Sếp Kim Cương. Anh chị em văn phòng thường rất là hay chơi, chơi chiếc máy này rất là thoải mái anh em nhé. Những tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại hoặc là CS:GO, Half-Life Đế Chế thì đều có thể chơi trên chiếc máy này. Chiếc máy thứ tư mình giới thiệu các bạn đó là chiếc Dell Inspiron 3511. Chiếc máy này đầu tiên phải nói là cái phân khúc bán chạy nhất cho cái phân khúc học tập và làm việc online cũng như các bạn kinh doanh. Năm ngoái có giá bán lên đến 15 đến 17 triệu hàng chính hãng thì bây giờ các shop đã giảm xuống chỉ có 12 triệu. Máy được trang bị đó là i5 thế hệ thứ 11, RAM 8GB SSD 256GB. Đặc biệt đây là chiếc máy có màn hình 15,6 inch, có bàn phím phụ, sẽ phù hợp cho các bạn mà học công nghệ thông tin cũng như các bạn dùng kinh doanh kế toán, bởi vì có bàn phím phụ, màn hình lớn sẽ có nhiều không gian làm việc hơn, nhưng máy nó sẽ hơi cồng kềnh và nặng hơn một chút. Thì đây vẫn là một trong chiếc máy rẻ và bán chạy cấu hình tốt nhất của thương hiệu Dell đến từ Mỹ nhá. Mời quý vị các bạn tham khảo qua video đánh giá của mình ngay sau đây. Vâng, thưa các bạn, thì máy có thiết kế tối giản các bạn ạ. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy lên đến 2kg. Toàn bộ vỏ máy làm bằng nhựa tái chế. Các bạn thấy là kiểu dạng như nhựa sần như này này. Vừa là chống bám vân tay và nhìn máy nó cũng khá đơn giản. Thiết kế kiểu dạng trục bản lề bo tròn, cơ chế lưng. Mình sẽ thử luôn các bạn này. Đây các bạn nhìn nhá. Đó, nó sẽ lưng lên. Và cái phần này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tản nhiệt tốt hơn. Nó chuếch cái bàn phím lên thì các bạn bấm phím nó cũng sẽ đơn giản hơn và cảm giác bấm phím nó cũng sẽ dễ chịu hơn. Touchpad các bạn thấy là máy nó làm touchpad khá lớn luôn. Bàn phím này. Chất lượng bàn phím bấm khá tốt. Do làm toàn bộ phần khung này bằng nhựa này có vẻ như là bấm nó sẽ hơi bập bùng một chút thôi. Nhưng các bạn bấm phím nó hoàn toàn dễ dàng. Phím mất nguồn đây. Và với một cái máy có bàn phím full size như này sẽ hỗ trợ các bạn nhập liệu bàn phím rất tốt luôn. Con chuột này có hỗ trợ tính năng đa điểm này các bạn ạ, cảm ứng đa điểm. Logo Dell được làm ở giữa như này.
Nói chung là một chiếc máy thiết kế đơn giản nhất có thể. Bên này có cổng phone, cổng mic và giao tiếp 3.5. Các bạn kết nối ra tín hiệu âm thanh bên ngoài nhé. Ở đây là cổng USB, đầu độc thẻ này. Đằng trước cũng là một ngôn ngữ thiết kế đơn giản. Nó hơi thoải một chút giống như chiếc laptop truyền thống. Và các bạn mở máy, các bạn có mở giữa như này. Không bố trí bất kỳ một cổng gì đằng trước các bạn nhé. Ở bên này thì có cổng sạc, cổng HDMI và hai cổng USB. Con này còn cắt đi cả cổng USB Type-C luôn. Với dòng giá rẻ thì đeo bớt đi hơi nhiều các bạn ạ. Nhược điểm là không có cổng Type-C các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, để chứng minh sức mạnh của chiếc máy thì các bạn sẽ nhìn thấy là với đồ họa 3D, máy cực kỳ dở. Bởi vì cấu hình nó yếu và không có vega rời, FPS các bạn thấy là chạy giật tung chảo luôn. Và nhiệt độ của máy nó sẽ ở ngưỡng khoảng 78 độ C. Mức nhiệt độ cũng hơi cao một chút các bạn ạ. Còn chế độ 2D thì chiếc máy lại cực kỳ mượt. Bởi vì cấu hình nó vừa đủ các bạn dùng làm đồ họa 2D. Chiếc máy này có thể đọc các phần mềm như Photoshop, AutoCAD, các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video đơn giản là ok. Còn chuyên nghiệp thì chịu các bạn ạ, nó không phù hợp. Vâng, thưa các bạn, đây là tựa game Left 4 Dead các bạn ạ, game 3D bắn súng. Nói chung là với những tựa game đơn giản thì chiếc máy này hoàn toàn có thể vượt qua được. Nhiệt độ chơi game khoảng dưới 70 độ C. Được cái là máy rất là to mồm, loa rất là to. Với những tựa game tầm trung nhẹ nhàng như này như là Liên Minh Huyền Thoại này, CS:GO này. Cụ thể là game này thì các bạn thấy là chạy khá mượt. Khi các bạn cài game thì các bạn chú ý đến cấu hình, bởi vì chiếc máy này chỉ chơi những tựa game nhẹ thôi. Còn những tựa game nặng hơn thì nó sẽ yêu cầu vega rời hoặc là CPU nó phải khỏe. Ví dụ như dòng CPU chip H chẳng hạn thì nó mới tản được, chứ còn game nặng hơn thì chịu. Những lúc rảnh thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể cài vào vui chơi giải trí những lúc công việc căng thẳng nhá. Cài vào vui chơi bắn đột kích cái thứ cùng anh em bạn bè nó cũng khá là xả stress. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy thứ 5 mình giới thiệu các bạn đó là chiếc MSI Modern 14. Đây là một trong những chiếc máy mà ở phân khúc giá rẻ bán chạy nhất lịch sử của thương hiệu MSI. Ở thời điểm mà ra mắt đầu tiên năm 2020 đã có số bán cả vạn máy tại thị trường Việt Nam. Một trong chiếc máy giá rẻ được trang bị vỏ máy bằng hợp kim nhôm, có lép phím và màn hình Full HD IPS. Thời điểm đầu tiên ra mắt có giá bán 16 triệu thì bây giờ đang có giá sale tại thị trường chỉ có 11.990.000. Đã được trang bị con chip i3 thế hệ thứ 11 RAM 8GB SSD 256GB, màn hình Full HD. Mời quý vị các bạn tham khảo qua việc đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn, thì với phân khúc tầm khoảng hơn 13 triệu thì rất hiếm những chiếc máy được trang bị vỏ bằng hợp kim nhôm như này. Với vỏ bằng hợp kim nhôm thì chiếc máy chúng ta nó sẽ sang hơn và đặc biệt là rất chắc chắn với logo MSI. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy này chỉ 1.3 kg. Thì các bạn thấy là mình ấn này, nó rất là chắc. Đây, đó. Và lề kiểu dạng thiết kế full như này, dài như này, hơi nóng được đẩy ra đằng sau, giống như các phiên bản trước đó. Và khi chúng ta mở ở một cái góc nhất định, đây các bạn sẽ thấy này, cái phần này nó sẽ thụt xuống bên dưới đây để tuần hoàn không khí tốt hơn, và nó sẽ chuếch cái góc như này. Các bạn có thấy là mình sẽ bấm phím nó sẽ đơn sướng hơn. Và các bạn khi mình khởi động phím nguồn ở đây thì bật thì cái led phím nó sáng màu trắng. Đây, chất lượng phím bấm khá là sướng các bạn ạ. Đó. Chuột cũng bấm rất sướng luôn này. Hành trình phím thì các bạn thấy là quen thuộc của Tensuri, nhưng ở đây thì mình không thể ghi chữ Tensuri gì cả. Phím vuông cao lồi, và kể cả phím điều hướng ở đây các bạn thấy là nó làm rất là lớn luôn. Nét phím này có cả phím tắt camera các thứ này, đầy đủ luôn. Các bạn thấy là bên cạnh trái thì sẽ có cổng sạc này, cổng HDMI để các bạn có thể kết nối ra màn hình, tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài. Đây là đầu độc thẻ các bạn nhé. Đằng trước các bạn thấy là một cái gờ rất lớn để các bạn có thể mở máy đơn giản hơn. Và nếu mà nhìn vào đây thì các bạn thấy là cũng không quá dày, cũng chẳng quá mỏng. Ở bên này thì máy được bố trí hai cổng USB 3.0, cổng phone, cổng mic được giao tiếp 3.5 để các bạn kết nối tín hiệu âm thanh. Ở đây thì chúng ta sẽ có đèn tín hiệu của máy đang chạy và đèn tín hiệu của pin các bạn nhé. Quạt êm ra phết mà hơi nóng được thổi ra đằng sau, một thiết kế cực kỳ thông minh. Với khung hợp kim nhôm thì mình sờ vào đây thì cái cảm giác khi chúng ta test ở chế độ đồ họa thì nó chỉ hơi ấm tay một chút thôi. Còn nhiệt độ của máy nó lên khoảng tầm 80 hoặc 90 thì sờ vào thì nó nóng, cảm giác khó chịu luôn. Đây các bạn thấy là nhiệt độ nó cực kỳ mát, bây giờ chỉ có 50 độ C ở tác vụ 2D thôi. Còn tác vụ 3D thì nó sẽ nóng hơn một chút, khoảng xấp xỉ 60 độ C. Nói chung tản nhiệt của máy rất ok. Và quạt hoạt động thì cực kỳ êm, mà các bạn thấy là cái quạt bên trong máy nó làm bố trí khá là lớn luôn. Vâng, thưa các bạn, thì với xung 3.0, nhưng MCU này nó chỉ có hai loại 4 luồng thôi, i3 đời 11. Nó còn gọi là con chip Tiger Lake thế hệ thứ 11 của Intel. UHD Graphics 620 thực tế thì cái này nó chỉ bổ trợ chủ yếu các tác vụ video 4K và hình ảnh âm thanh tốt hơn, mà xử lý đồ họa tốt hơn thôi.
Nhưng đây là card đồ họa on thì cũng không hy vọng là chiếc máy này có thể làm đồ họa ngon lành các bạn nhé. Điểm FPS của em CPU này nó đạt mức là 497 CB. Chất lượng bàn phím bấm rất tốt các bạn nhé. Với những tựa game tầm trung như game liên minh điện thoại CSGO, PUBG Mobile, đế chế Half-Life, các bạn hoàn toàn có thể cài vào chiếc máy này để vui chơi giải trí những lúc rảnh mọi người nhé. Vâng, thưa các bạn, mình đã vừa tư vấn top 5 những chiếc laptop ở phân khúc giá rẻ, các công việc như là học tập và làm việc online, cũng như các bạn dùng kinh doanh, kế toán, marketing, lập trình và đồ họa ở mức tầm trung. Quý vị các bạn xem 5 chiếc máy này, thích chiếc máy nào thì nhích về nhé. Còn nếu như các bạn đã từng trải nghiệm 5 chiếc máy vừa rồi, các bạn hãy để lại ý kiến riêng của các bạn, sản phẩm ra sao, chất lượng như nào, hãy nói cho khán giả biết nhé. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TDD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những chương trình mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.